Bao Bao Small Kitchen đích thị là một bộ playbook dành cho các tín đồ yêu bếp. Tinh thần của cả bộ sẽ họa nên những trải nghiệm thường ngày trong gian bếp với tình yêu ẩm thực và lifestyle nhẹ nhàng. Đây cũng chính là nơi mà nhân vật Bao Bao tự do sáng tạo với các vật dụng và thực phẩm mini. Bộ này thì sẽ có 10 mô hình thường và 1 mô hình secret nha các bác ơi. Bé đầu tiên mà mình cầm trên tay thì cảm giác khá là nặng, vuông vức và kín box. Thiết kế này chính là tủ lạnh Otaku Phiếu Hạnh Phúc. Phụ kiện đi kèm là 3 chai cola mini siêu dễ thương. Một chiếc tủ lạnh đủ đầy thể hiện niềm đam mê ăn uống của một otaku, gợi nhắc đến cuộc sống giản dị nhưng đầy thú vị. Niềm vui của một otaku cũng đơn giản thôi, chẳng hạn như việc lấp đầy một chiếc tủ lạnh nhỏ với thức uống yêu thích. Khuôi bộ này mình cứ có cảm giác được trở về tuổi thơ ấy. Artwork của bộ này thì được phác họa như nét bút sáp màu nha, từ bao bì cho đến những cái cọc ở bên trong. Em thứ hai mà mình khui được là bình đựng sữa dễ thương nha. Thiết kế này khiến mình nhớ ngay đến những bữa sáng nhẹ nhàng hồi nhỏ, được mẹ chuẩn bị cho ly sữa nóng vội vàng uống trước khi đi học. Và đây cũng chính là điểm bắt đầu ngày mới của mình trong ký ức. Trong lúc mà mình uống sữa nóng thì bố mẹ sẽ đi pha trà, cà phê và đặc biệt là vào mùa đông ấy, cả nhà ngồi quây quần bên nhau xì xụp thức uống yêu thích. Và làm sao thiếu đi được một chiếc ấm đun trong căn bếp gia đình như mô hình Gululu Kettle. Thiết kế này đã được tối giản hóa nhưng vẫn giữ được sự dễ thương với các đường nét tròn trịa và màu sắc tươi sáng. Sự kết hợp tinh tế này đã mang đến cảm giác dễ chịu, gần gũi và tạo niềm vui cho người sưu tầm. Box thứ tư khi mình cầm lên bàn lắc thì có cảm giác lọc cọc nghe rất rõ. Có thể box này sẽ nhiều phụ kiện lắm đây. Và thiết kế này mang tên Delicacy in Making, đại diện cho sự tỉ mỉ cẩn thận trong từng bước nhỏ để tạo nên một món ăn ngon miệng. Điều này phản ánh một phần của văn hóa ẩm thực, nơi mà các đầu bếp không chỉ đơn giản là nấu ăn mà còn đặt tình yêu và sự sáng tạo vào mỗi bữa ăn gia đình. Lớn rồi không được ở gần bố mẹ nữa nên là thói quen về bữa sáng cũng thay đổi. Bây giờ thì sáng nào mình cũng cần một ly cà phê để tỉnh táo trước khi đi làm. Cũng như thiết kế thứ năm, Waking Up Coffee Maker, được lấy cảm hứng từ những chiếc máy pha cà phê cổ điển phổ biến trong các gia đình và quán cà phê nhỏ thôi. Pha cà phê cũng là cách mà nhiều người dùng để thư giãn, tạo nên một khoảng thời gian yên bình chậm rãi, giúp người sưu tầm cảm nhận được sự ấm áp từ thói quen này. Mình bật mí nha, box thứ 6 này sẽ là một thiết kế mang tính biểu tượng cho mỗi gia đình châu Á và đó chính là nồi cơm điện. Không chỉ là một vật dụng để nấu ăn mà nồi cơm điện còn tượng trưng cho sự đoàn tụ và ấm cúng qua mỗi bữa cơm. Và hai từ supper appetite trong tên gọi còn được hiểu là sự thèm ăn vào buổi tối. Có thể hiểu đó là cảm giác phấn khởi khi cả gia đình tụ họp quanh bàn ăn, chia sẻ và thưởng thức bữa cơm với nhau. Bên cạnh đó thì một căn bếp làm ra những món ăn ngon miệng là một căn bếp sạch sẽ. Mình nhớ là dù nấu ăn hay là trước khi ngồi vào bàn ăn, mẹ mình cũng luôn dạy là phải rửa tay thật sạch. Và chính mô hình thứ 7 này đã tái hiện lại chân thực bài học thân thương đó. Không đơn thuần là một chai nước rửa tay mà thiết kế còn mang đến yếu tố vui tươi qua chi tiết bong bóng ngộ nghĩnh được hình thành dưới lăng kính của những đứa trẻ. Các vật dụng quen thuộc hàng ngày lại xuất hiện trong thế giới art toy đầy màu sắc. Mình nhớ là những bữa ăn gia đình không chỉ dừng lại ở các món truyền thống đâu mà thi thoảng nhá, như kiểu cuối tuần ấy, bố mẹ sẽ thả cho ăn fast food. Ngày xưa thì làm gì có những cái bánh kẹp hot dog như bây giờ đâu, được ăn gà rán là thích mê rồi. Những cái món béo ngậy như vậy mà được ăn cùng mù tạt vàng là hết nấc. Nhưng mà nói thật là sau hai mấy tuổi mình mới biết ăn mù tạt vàng thôi, chứ còn ngày xưa hay ăn tương ớt tương cá ấy, vẫn chưa hiểu ý đồ của cái thiết kế này nha. Có thể các bạn chưa biết chứ ngày xưa mình thích làm bánh lắm, đi học cả tuần trời chỉ mong đến ngày cuối tuần để được làm bánh thôi, xả stress cực kỳ tốt luôn. Và mô hình thứ 9 chính là Sweet Smelling Bread Maker, được thiết kế với cảm hứng từ một căn bếp ngào ngạt hương bánh mới. Mặt khác thì bánh mì cũng là món ăn truyền thống và phổ biến, không chỉ mang lại năng lượng mà còn đem đến hương thơm ngọt ngào, điều đó tạo nên cảm giác bình yên để bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi. Hành trình unbox ngày hôm nay đang dần khép lại, không biết là mình sẽ trúng mô hình số 10 hay là sẽ trúng secret đây. Đã lâu lắm rồi mình không khui một bộ play box với phong cách dễ thương như thế này. Khi cầm trên tay nắn nắn bóp bóp thì tôi biết chắc rằng tôi đã trúng mô hình số 10 rồi các bác ơi. Không chỉ xuất hiện trong tạo hình chim cánh cụt dễ thương mà Bao Bao còn đại diện cho một đầu bếp tài ba, người đã sáng tạo nên toàn bộ các món ăn thú vị trong bộ Bao Bao Small Kitchen. Bây giờ thì cùng Teddy ngắm lại toàn bộ các thiết kế dễ thương trong series này nhé. Và bạn có nghĩ rằng